này hỏng từ lâu rồi. Vòi thì cái mất trộm cái thì không có. Mấy năm nay chả đơn vị nào người ta chịu trách nhiệm cả. Đây là bà con chúng tôi là tự lực cánh sinh, lấy dây chun buộc. Bây giờ bê bết thế này cơ mà. Đây là kết quả sau gần 10 năm, ba tòa tái định cư khu đô thị thành phố Giao Lưu được đưa vào vận hành. Hầm xe ngấm nước, bốc mùi ẩm mốc, trong khi hệ thống thoát nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa xuống cấp trầm trọng. Trước khi đi thì người ta bảo là đến cái nơi ở mới thì sẽ tốt hơn cái nơi ở cũ. Nhưng mà cô về đây thật sự là cô bức xúc vô cùng. Nội ngoại thất ở trong tòa nhà nó sập sệ, nó nát, nó hỏng hóc nhưng không được ai quan tâm cả. Vì không được ai quan tâm nên xô chậu cũng được người dân mang ra để hứng nước dột như thế này. Trong khi đó, bên ngoài hầm chung cư, những chiếc tủ phòng cháy chữa cháy trở thành nơi chứa đồ mà chẳng có chiếc vòi cứu hỏa nào được lắp đặt. Và bên trong tòa nhà, bình cứu hỏa phủ bụi dày đặc do đã lâu không được kiểm tra, thay mới, nên những chiếc bình này sẽ có thêm nhiệm vụ là chặn cửa ra vào. Không chỉ hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu tái định cư xuống cấp, mà việc hàng loạt phương tiện dừng đỗ trái phép cũng gây bức xúc cho cư dân, cản trở xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường nếu không may có hỏa hoạn xảy ra. Ghế đá mục tiêu là để ngồi là chính, thì cái thứ hai cũng là để ngăn chặn xe vào nơi không đúng quy định, nhưng mà vẫn chưa được. Một cái khối bê tông khổng lồ như thế, ẩm thấp, không có người chăm sóc, không có các cái phương tiện vệ sinh, thì ở đó nó ẩn chứa dịch bệnh khủng khiếp là như thế nào, đã gọi là nhà chất lượng không cao. Thế thì trong thời gian rất nhiều những cái cấu sắt thép bị rỉ, rất nhiều những cái cấu vữa vôi bị mủn ra, như vậy là có thể là nguy hiểm đến cả chất lượng xây dựng công trình. Theo tìm hiểu, những vấn đề tồn tại nêu trên kéo dài nhưng không có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm, bởi hiện nay các tòa chung cư trong khu đô thị thành phố Giao Lưu chưa có ban quản trị. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng chưa thể quản lý về mặt hành chính do dự án chưa được bàn giao. Đơn vị của mình thì luôn luôn mong muốn đến cư dân với lại chính quyền địa phương để tiếp nhận cái quỹ nhà. Công ty mình cũng đã là họp rất là nhiều lần rồi để thành lập ra ban quản trị, thế nhưng mà cũng có thành đâu. Là có một số ghế đá để chặn để có cho xe người ta không leo lên chỗ cái sân chơi ấy. Đấy, thế nhưng mà đấy là cũng bọn mình cũng dán thông báo, dán giấy để rất là nhiều để vận động các cư dân là không được đổ. Cơ quan mình đã có văn bản gửi sang đến chính quyền địa phương một số lần như đấy, thế nhưng mà nó đang khó về cái việc đó, chế tài nó lại không có. Nhận nhà tái định cư sau khi bị thu hồi đất, nhưng chất lượng công trình và cuộc sống thực tế đã khiến nhiều người dân vỡ mộng, bởi dù chấp thuận tái định cư nhưng họ lại không thể an cư.